Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của huyện Phổ Yên và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của huyện Phú Lương trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Ở trận đấu này thì đội tuyển Phú Lương phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển Phổ Yên phía xa màn ảnh các bạn. Trận đấu được diễn ra tại nhà thi đấu thể thao của tỉnh Thái Nguyên. Điểm số bây giờ là 1-1, tuyển Phú Lương có bóng. Bóng không qua lưới rồi. Điểm cho Phổ Yên 2-1. Bóng trong sân rồi, trọng tài ra hiệu bóng trong sân. Pha đỡ bóng rất tốt của các cầu thủ Phú Lương. Điểm số được cân bằng 2-2. Bước vào trận đấu này thì hai đội được đánh giá là ngang tài, ngang sức. Nhưng trái bóng tròn thì cũng không biết sao được. Mình xem mấy trận trước thì hai đội đánh đỡ bóng tốt của bên Phú Lương 3-2. Đây là một trận đấu rất hấp dẫn các bạn ạ. Vẫn còn. Bóng ngoài sân. Điểm số được cân bằng 3-3. Bên Phú Yên Ngọc Thủy phát bóng. Rất tuyệt vời. Phát đá bóng đầy uy lực của thủ công số 87 tuyển Phú Lương. Điểm số được nâng lên 4-3 cho Phú Lương. Lại một pha tấn công rất tốt của cầu thủ bên Phú Lương. Pha tấn công rất uy lực. Xin lỗi, cầu thủ này áo số 81. Ngọc Thủy theo bóng. Trận đấu rất hấp dẫn, rất hay các bạn ạ. Rất tuyệt vời, pha bóng rất dài, liên tục những pha công phá của thủ công hai bên nhưng bóng không có lưới rồi cuối cùng. Điểm cho Phổ Yên 4-5. Trọng tài, xin lỗi, cái còi ở bên sân bên mình cứ tưởng là còi bên sân này cơ. Phát đá bóng rất tốt của cầu thủ 81. Cầu thủ 81 bên Phú Lương có lối tấn công rất uy lực và mạnh mẽ, đá bóng rất vít. Thêm một điểm nữa cho Phú Lương 6-4. Như vậy vẫn bóng trong sân, điểm cho Phổ Yên 5-6. Pha vừa rồi là pha tấn công của Ngọc Thủy bên tuyển Phổ Yên. Các cầu thủ Phú Lương cũng có số áo rất cao. Đấy,
Phải nói là ở bên tuyển Phú Lương có cầu thủ số 81 tấn công rất hay. Lại một pha ghi điểm nữa của cầu thủ áo số 81. 7-5. Chắn bóng tốt của Phú Lương. 8-5. Pha thả bóng rất hay của Ngọc Thủy bên tuyển Phú Yên, đổi điểm cho Phú Yên 6-8. Lần này thì bóng ngoài sân rồi. 7-8 cho Phú Yên. Ở giải đấu này ban tổ chức áp dụng bóng thi đấu bằng bóng hai lạng các bạn ạ. Nên nhìn một đường bóng nó cứ bay. Vừa rồi là trọng tài bắt lỗi của tuyển Phú Yên. Điểm cho Phú Lương 9-7. Bóng trong sân 8-9 cho Phú Yên. Bên Phú Yên sân bóng. Đăng ký màu áo mà giống nhau. Hai đội có trang phục giống nhau. Vừa rồi là bóng ngoài sân, điểm cho Phú Lương 10-8. Ở bên sân bên thì cũng đang diễn ra trận đấu giữa đội tuyển của Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên và đội tuyển Võ Nhai. Trận đó thì mình sẽ đăng sau. Trận đấu rất hấp dẫn. Lại cầu thủ số 81 ghi điểm. Tiếp tục ghi điểm 11-8. Và đó là cầu thủ 81 của đội Phú Lương đánh rất hay. Trận đấu rất hay, rất hấp dẫn các bạn ạ. Hà Nội ngang tài ngang sức ở cái trận đấu trước trong vòng loại này. Vừa rồi là pha chắn bóng tốt của Vân Phú Yên, điểm cho Phú Yên 9-11. Ở cái vòng đấu trước của trong trận đấu này thì đội tuyển Phú Lương đã để thua đội tuyển Phú Bình với tỷ số 2-0. Nên bắt buộc những trận đấu sau bắt buộc Phú Lương phải thắng mới được đi tiếp. Rất tỉnh táo của cầu, bóng đi trên lưới rất khó chịu.
bóng không có lưới rồi, cuối cùng thì cuối cùng thì cái pha dứt điểm của cầu thủ số 81, bóng không có lưới, điểm số được nâng lên 10-11. Cũng báo cáo với các bạn là ở cái giải đấu này ban tổ chức có phân loại hai giải đấu, một giải đấu của U45 và một giải đấu của U30 trở lên, tức là từ U30 đến U44 một giải đấu và một từ U45 trở lên một giải đấu. Đây là giải đấu của U30 các bạn, đá bóng không qua lưới của bên Phú Yên, 12-10 cho Phú Lương. Huyện Phú Lương thi đấu 2 trận thắng 1 thua 1, thì phải Cao Bằng C. Huyện Phú Bình thi đấu 2 trận thắng 2 chất cả công ty Việt Bắc. Đội bóng tốt liên tục những pha công phá của cầu thủ áo số 81 của bên Phú Lương, qua lối tấn công rất hay. 13-10 bên Phú Yên xin được hội ý. Trận đấu lại tiếp tục hết thời gian hội ý. Ở giải đấu này thì ban tổ chức áp dụng ở hàng ngũ trọng tài, phải nói là mình xem mấy trận quay trọng tài bắt rất tốt. Trọng tài vừa rồi là điểm cho Phú Yên 11-13, bóng ngoài sân. Vẫn còn pha nỗ lực cứu bóng của bên Phú Yên. Bóng rất dài các bạn ạ. Phát đá bóng rất tốt của Ngọc Thủy bên tuyển Phú Yên. Điểm cho Phú Yên 11-13. Không được rồi, hết nhịp. Điểm số bây giờ là 13 đều. Vừa rồi là mình bỏ qua. Điểm số bây giờ là 13 đều cho hai đội lại phải làm lại từ đầu. Cầu thủ 81 của bên Định Hóa đánh rất hay. Bóng ngoài sân 14-13, lần đầu tiên trong trận đấu này thì đội tuyển Phú Yên vẫn lên dẫn trước. Bên Phú Yên phân bóng. Đá bóng rất tốt của số 5 bên Phú Yên 14 đều. Cũng báo cáo với các bạn là ở trong giải đấu này thì ban tổ chức áp dụng xét đấu 21 và cách biệt 2 bàn. Không hiểu trọng tài vừa rồi là 14 đều rồi lại lật lại 13-14, mình không hiểu. Chắc là vừa rồi là điểm cho Phú Yên, mà cũng không phải điểm cho Phú Yên, chắc là quả phá bóng nó phát lại. Bây giờ là 14 đều. Bây giờ là điểm số 14 đều. Để bóng tốt, Ngọc Thủy liên tục có những pha ghi điểm rất tốt của ở trong trận đấu này. 15-14 cho Phú Yên. Liên tục những pha ghi điểm của Ngọc Thủy, hai pha ghi điểm liền của Ngọc Thủy. Ngọc Thủy thi đấu trong trận đấu này rất hay. Ở bên tuyển
Phú Lương có sự thay xin đổi ý. Trận đấu lại tiếp tục. Điểm số được bây giờ là 17-14 nghiêng về tuyển Phú Yên. Hôm rồi lần này thì Kỳ dứt điểm bóng không qua lưới, 15-17 cho Phú Lương. Bóng ngoài sân, 16-17 cho Phú Lương. Bên Phú Yên lại xin đồng ý. Cũng báo cáo với các bạn là trong luật bóng chuyền hơi thì mỗi một trận đấu mỗi đội được xin hội ý 2 lần, mỗi lần không quá 1 phút. Điểm số được cân bằng 17 đều. Hiện tại trọng tài đang bắt lỗi nhắc nhở lỗi vị trí của bên tuyển Phú Lương. Trọng tài đã nhắc nhở lỗi vị trí của Phú Lương. Liên tục pha ghi điểm trong trận đấu này. Ở trận đấu này thì phải nói phong thủy ở bên tuyển Phú Yên cũng như pha dứt điểm rất hay. 18-17 cho Phú Yên. Được rồi, bóng không qua lưới. 19-17 cho Phú Yên. Bóng tốt, nó là Ngọc Thủy có duyên với trận đấu này. Vừa rồi lại là một pha dứt điểm của Ngọc Thủy. Điểm số nâng lên 20-17, chỉ còn một quả nữa thì kết thúc trận đấu. Đấu càng những phút cuối càng hay các bạn ạ. Rất tuyệt vời. Phải nói là Ngọc Thủy rất có duyên với trận đấu này. Như kết thúc trận đấu thì đội tuyển Phú Yên thắng đội tuyển Phú Lương với tỷ số 21-17. Và các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai, mình sẽ đăng vào hôm sau.